Mời các bạn chúng ta cùng vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1 là cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng A. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABC trùng với trung điểm H của cạnh BC. Biết rằng tam giác SBC là tam giác đều. Tính số đo của góc giữa SA và mặt phẳng ABC. Thì đầu tiên chúng ta vẽ hình ra hình chóp SABC. Hình chiếu, chúng ta để ý hình chiếu được vẽ như này nhá. Vuông góc thì ta cứ tạo một đường này này, BC. Cứ vẽ một cái vuông góc ở đây. Đấy. Cứ vẽ vuông góc trước đi. Đây là S này. S này, H này. Đấy, vuông góc với đáy chưa? Đây là B này. Đây là C. Anh nhìn cho dễ hơn thôi nhá. H lên đây. Đây là A đây. Đấy, rất là đơn giản thôi. Vuông S xuống. Đây là hình chóp SABC nhá. H là trung điểm BC. SH vuông góc với BC. Đó. Thì bây giờ người ta bắt xác định chúng ta góc giữa SA, góc giữa đường thẳng SA với lại mặt phẳng góc giữa SA với lại mặt phẳng ABC. Thì chúng ta nhớ rõ cái mô hình đấy nhá. Để xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì ta cần xác định được một cái giao điểm, xác định thứ nhất là một giao điểm, xác định thứ nhất là giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng, được chưa? Nếu mà điểm bất kỳ, ta hạ hình chiếu vuông góc xuống, đấy, đấy góc này, được chưa nào? Đây là cách mô hình chúng ta cần lưu ý để xác định nhá. Thế bây giờ ta thấy này, SA với lại mặt phẳng ABC, giao điểm của nó kéo dài nữa thì chính là điểm A, đúng không? Trên SA ta lấy điểm S bất kỳ nhá, để đường thẳng kéo dài mãi mà, đúng không nào? SH này vuông góc đúng cái thằng này chưa? Đúng cái dạng này chưa? Đúng mô hình của nó chưa? Đấy, thì góc là góc này. Đúng như y hệt như này nhá. Ta xác định mô hình rồi. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, chúng ta sẽ xác định hình chiếu xác định giao điểm nhá. Xác định giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng, tìm một điểm bất kỳ trên đường thẳng khác cái điểm vừa rồi, đúng không? Tìm hình chiếu vuông góc của nó xuống mặt phẳng. Bài con có sẵn rồi thì thôi, không phải tìm nữa, đúng không nào? Không phải kể nữa. Thì góc giữa đường thẳng này với mặt phẳng ABC thì chính là góc SAH nhá. Ok chưa? Nhá, ta có này. SA giao với ABC. Giao với ABC. Hai điểm A nhá. Đấy, mà SH lại vuông góc với lại A.